lần đầu gặp mặt ngươi có thể gọi ta là vũ phàm cái gì sư hổ tộc nhưng ta chính là một con bạch hổ a à. cái gì rồng ở đây còn chia túc lông và kiêu lông này hai vị quân vương ta thật sự đối với long sư không có một chút hứng thú a à? tôi nói con gấu trúc này muốn ở bên tôi bao lâu hả muốn ta làm sư phụ của ngươi không thỏa đáng không thỏa đáng không khí nơi này thật là ngột ngạt, cũng có rất nhiều quái vật chưa từng thấy qua. Thích dục thiên. Ngươi rốt cuộc là ai? Tôi á, chỉ là một du hiệp đi ngang qua mà thôi, không nhớ cũng không sao cả. Cuốn sách này là phần sau. Chương 1 Nhập môn thế giới này Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 02 Sơ bộ hiểu rõ thế giới này bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 03 Người muốn học, tà giáo chính là Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 04 Ta Cuối cùng rồi sẽ rời đi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 05 bị tranh đoạt sáng tinh quán. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 06 Thế nhưng là Hắn đã thương bạn chí thân của ta ai? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Thuộc về chúng ta ở giữa ước định. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 08 Lên đường Lữ đồ mới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 09 Các ngươi kiêu long tộc thực sự là quá có thực lực rồi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 10 Các cái tha, ngươi muốn liều mạng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét